Trên năm anh còn 30. Đây. 51. Hôm nãy lại mấy kia anh thay đổi em chưa có em chưa thay đổi. Đây ha. Đây là cái bộ này đo đo Ethernet nè, từ BLC nè. Đi qua đây, rồi từ đây quay ngược lại cái switch này. Còn đây ha, cái bộ này từ cái bọt này của nó ra lại cái BLC này. Giờ switch luôn. À, cái bộ này là đo tín hiệu Ethernet nó tốt hay là xấu này. Từ đây cái cạc Ethernet này ra đây đó vô cái cạc cổng này, cổng A cổng này là cổng B đó vô cái switch này. Rồi từ cái switch này có một chân này, chân ngồi cắt đó đi, bên này là ốc tích cho mấy cái này. Còn cái cổng USB này là kết nối vô đây.